Thì thời gian kia thì chấm mồm cho bọn nó. Gặm chân. Giữ giữ cái miệng nó. Giữ cái đầu nó. Đây 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 đây. Con đen đen này ăn khỏe nhất. Đấy. Đói. Đói quá. Ngồi gặm tay. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Nhi ơi, bắt con mèo con này vào Nhi ơi. Bắt con mèo chị vào con. Để thả ra ngoài được. Cho con kia ăn mỗi con một thìa trước đi. Ủa, nó vẫn cứ nghĩ là kiểu vú như này. Thì nhựa nó đỡ đau, thì kia nó cứng. Đói nó chuồn chuồn. Sao lại phải nhiều hơn rồi. Mềm nữa đổ ở đĩa cho nó ăn. Hơi bóp bóp miệng đổ nó vào ra. Nhanh hết rồi, mấy hôm nhanh hết. 2-3 hôm. Cho con ở trên rổ đi ăn trước đi. Mỗi con một lượt đi đó. Con này yếu. Bóp cái miệng ra cho nó ăn rồi đấy. Đổ miệng nó. Cái giấy nào đi. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây tiếp nào. Móng sắc hết rồi, hôm nào cắt móng. Được cào tay. Đấy. Rồi hai con này. Liêm. Con đen này nó khỏe. Đấy. Sữa đấy. Mẹ thấy khỏe này. Nè.
này yếu à. Hơi liếm chân liếm tay. Hơi giữ cái miệng nó này. Chiều đi thả diều rủi nước đi mình nhá. Con nào nữa nhỉ? Thôi, thế rồi. Ra đây.